Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2016 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Trong đó, dự thảo sửa đổi bổ sung khoảng 3, điều 7 quy định về điều kiện vay vốn. Cụ thể, tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây. 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. 2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp. 3. Có phương án sử dụng vốn khả thi. Quy định này không bắt buộc đối với khoản cho vay có mức giá trị nhỏ. 4. Có khả năng tài chính để trả nợ. 5. Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2, điều 13 thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. Dự thảo thông tư cũ sửa đổi, bổ sung điều chính về hồ sơ đề nghị vay vốn như sau. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng 1. Thông tin tài liệu, dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại điều 7 thông tư này và các tài liệu khác do tổ chức tín dụng hướng dẫn. 2. Thông tin về người có liên quan theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng, các quy định của Ngân hàng Nhà nước về giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp khoản cho vay có mức giá trị nhỏ. Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài, mối quan hệ với khách hàng. Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương, người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với khách hàng. Liên quan đến quy định về khoản cho vay có mức giá trị nhỏ, Ngân hàng Nhà nước cho biết luật các tổ chức tín dụng năm 2024 có điều khoản về sửa đổi, bổ sung quy định về xét duyệt cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng tiền vay, đơn giản hóa thủ tục cho các khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ. Theo đó, tại dự thảo thông tư, Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để đồng bộ với các quy định tại luật các tổ chức tín dụng năm 2024. Trong đó, giữ giác độ thận trọng, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đối với khoản cho vay có mức giá trị nhỏ, không vượt quá 100 triệu đồng, khách hàng không phải cung cấp phương án sử dụng vốn khả thi, thông tin về người có liên quan, mà quy định tổ chức tín dụng có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận, việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Quy định này phù hợp với đặc thù các khoản cho vay nhỏ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng với thủ tục đơn giản hơn, góp phần mở rộng hoạt động cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng và đó hạn chế tín dụng đen. Vay ngân hàng từ 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người có liên quan, dường như tạo điều kiện hơn nữa cho những người dân, công dân dễ dàng tiếp cận hơn với tín dụng ngân hàng. Ở trên mới là dự thảo, nhưng trong chính sách điều hành vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có kế hoạch siết chặt hoạt động tín dụng sân sau của các ngân hàng thương mại. Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, Phó Thống đốc cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước để điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối và hệ thống ngân hàng. Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế, điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Phó Thống đốc cho biết năm 2024 sẽ siết chặt cho vay sân sau, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các hoạt động tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu theo chủ trương của chính phủ.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, tập trung thực hiện có hiệu quả phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, phấn đấu năm 2024 tỷ lệ nợ xấu nội bảng, không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém dưới 3%, tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ngành ngân hàng, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro tồn tại và sai phạm của các tổ chức tín dụng, góp phần đảm bảo an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. Sở hữu chéo trong ngành ngân hàng là hiện tượng kéo dài hàng chục năm nay với mối quan hệ chằng chịt giữa nhiều hình thức khác nhau. Trong nhiều trường hợp, một nhóm cổ đông là những bên liên quan cấu kết với nhau để sở hữu trên 51% cổ phần, từ đó tạo ra quyền lực mềm để thao túng hoạt động ngân hàng. Đến nay, chúng ta đã nhìn thấy những hậu quả tai hại, không những với hệ thống ngân hàng mà còn với cả nền kinh tế. Trong đề án Vạn Thịnh Phát gần đây, nhiều người bất ngờ khi trên 90% vốn cổ phần của ngân hàng SCB thuộc sở hữu của nhóm bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo quy định của luật các tổ chức tín dụng trước đây, bà Lan không thể sở hữu quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khi là cổ đông cá nhân. Quy định cũng nêu rõ, cổ đông và người có liên quan không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, để giật dây và biến SCB thành công cụ tài chính, bà Lan nhờ những bên liên quan như nhân viên trong công ty, những người trong công ty, người quen biết đứng tên hộ. Từ đó, ngân hàng này bị chi phối bởi một nhóm cổ đông có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đây là điều kiện để người phụ nữ này có thể lũng đoạn và thao túng hoạt động ngân hàng. Thực tế cho thấy đằng sau chủ sở hữu ngân hàng thường là một hệ sinh thái các doanh nghiệp mà phần lớn đều là doanh nghiệp địa ốc. Nhóm cổ đông này có thế lực, tiền bạc và tài sản. Thông qua việc sở hữu chéo, tạo ra một mạng lưới quyền lực mềm để thao túng ngân hàng. Tình trạng thao túng, sở hữu chéo được Ngân hàng Nhà nước nhận diện và xét quy định từ lâu, nhưng kết quả thực hiện chưa được như mong đợi. Cách đây hơn 8 năm, hệ lụy từ sở hữu chéo cũng đã dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước mua lại 3 ngân hàng thương mại với giá 0 đồng là Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xây dựng Việt Nam CB Bank, Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dầu khí Toàn cầu GB Bank, Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đại dương Ocean Bank. Rõ ràng, vấn đề sở hữu chéo vô cùng nhức nhối. Nếu chúng ta không tìm cách giải quyết dứt điểm, khi đó sẽ tạo ra nhiều ngân hàng như SCB trong tương lai và tiếp tục gây thiệt hại với thị trường tài chính và cả nền kinh tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.